Chiều nay một bác cũng là bên trong ngành đến giao dịch với bên em 3 chiếc Dream cơ. Đấy, em sẽ lên một chiếc Dream 2001 này trước để anh em có nhu cầu chọn Dream Việt sẽ cân đối. Có dọn rồi thì mình đỡ phải dọn đúng không ạ? Hàng dọn dẹp vuông vắn, hình thức đều, vừa tầm mắt, đặc biệt là đều ở phân khúc giá tiền phải chăng. Anh em nhìn nhé, tất cả đồ đều là Honda chứ không có đồ tàu. Đấy, hay là nó không có vào đồ tàu cái nào cả. Dọn dẹp lại. Đấy. Được chưa? Sơn lửa này, tán vẫn còn đúng không ạ? Mới là đỡ phải làm. Biển là 29L690221. Đây. Dream 202. Đấy, bản Dream 202, Dream Việt Nam đời đầu. Anh em nào hơi yếu cái bình một chút thì em sẽ dẫn anh em nghe tiếng máy của xe để thấy cái ok. Đây anh em nghe này. Đấy. Dạ, nhìn hình thức đồ đạc ngon lành hết lên rồi. Đấy, máy vẫn đang nổ đây ạ. Rồi, cả nắp bình xăng, cả da máy, tất cả đều đã ok hết rồi. Được cái nắp bình xăng này. Đấy, màu. Tai, nóc ok hết. Giá để cho anh em mình trên like là 17.500.000, hoàn toàn là những phân khúc giá hơn 10 triệu rất phù hợp cho những khách hàng đang cần những chiếc Dream Việt Nam đời đầu đúng không ạ? Đây em kiểm tra cả thụt trước thụt sau cho anh được ạ. Đấy. Ok. Đấy. Ngồi nó cũng rất là hợp lý. Nhất là cái tầm tiền, em thấy nhiều bác hỏi với những cái tầm tiền hợp lý. Đấy, thì cái phân khúc này nếu bác có thể cân đối. Giá là 17.500.000. Đấy anh em nhá. Rồi. Tiếp tục lại Dream. Đấy, sẽ là những chiếc Dream toàn phân khúc hợp lý. Đúng rồi. Đều là những chiếc biển H, biển N, những chiếc Dream Việt Nam đời. Đây là Dream Việt 1999. Chưa rửa dọn gì các anh nhá, vừa mới lấy về luôn. Đây các anh em cùng xem này. Từ cái càng máy ơn nan này, đồ này, nhìn nó cũng đều đúng không ạ? Cái này rửa xong đủ dầu xong đánh bóng lên là nhìn nó sẽ sáng. Càng này, máy ơn này, chân nan này, vành này, các bạn nhìn này, Sam Goshi này, S này, đúng không ạ? Đấy. Đây là da máy này. Máy thì là chạm rồi nhá. Những cái chiếc tầm phân khúc giá này thì phải báo cáo là hàng chạm rồi. Nhưng mà nó còn những cái độ mộc, độ chắc chắn, cứng cáp để anh em có thể cân đối, chốt được. Đấy, chiếc này thì đồ xích và chân nan đều nhìn nó đều đều hết. Đấy, đúng không ạ? Tem mác lườn lóc được. 29H95021. Bản Dream Việt máy Thái. Mất cái bô anh em nhá. Bô này, bô Tân Hòa này. Đấy, mất cái bô thôi. Còn Meyer đây nhìn vẫn được đúng không ạ? Càng này, trục này. Đấy. Da này, bên da máy Thái này. Đấy. Đây anh quay cả trên mặt để cho anh em xem. Đấy. Bác ấy là trong ngành bên xây dựng, cũng báo cáo là bác ấy có một vài chiếc nữa, sau này bác sẽ lên dần để giao lưu. Toàn ở những cái phân khúc giá rất hợp lý. Đấy. Rồi. Giá trên like em cũng để phù hợp thôi. Bác nào đang cần những mẫu Dream đơn giản, mộc mạc, Việt máy Thái 16.500.000. Được không ạ? Toàn những cái phân khúc giá mà em thấy rất phù hợp. Đây anh em nghe máy này để thấy. Trông thế thôi nhưng mà máy móc vẫn rất là ok. Thoát máy và thoáng máy này. Anh em nghe này. Tung cái nhựa này thôi nhá. Bô Tân Hoa chứ vào quả bô 2543 em nghĩ là giòn tan ấy. Phải nói là giòn tan luôn đúng không ạ? Rồi trên like để cho anh em nhà mình giá là 16.500.000 nhá. Dream Việt 1999-2000. Những cái đời mà cũng rất là nổi tiếng rồi. Đúng không ạ? Là Dream Thái đầu máy 02-1993, hàng Dream Thái đăng ký lại 1998-29H39330. Nhìn nó cũng có những cái nét mộc mạc nhất định đúng không các anh? Đấy, nó chưa đến mức độ là đây các anh em nhìn này, Thái Honda này, vành Thái Honda rồi, chân nan này, càng này, anh nhựa này, đánh bóng lên là nhìn nó vẫn sang, da máy này, cho một lớp phủ rửa lên là nhìn nó cũng tan ra, nó vẫn có độ thâm, sơn này, lườn này, tán này, bô 2543. Chân nan này. Rồi nhựa này. Hàng máy Thái thì nghe bao giờ nó cũng sẽ là có những độ chất, độ rít khác. Ở đầu hộp xích đây, hộp xích thì mới thay rồi, mất cái hộp xích. Rồi. Anh quay cái đầu bò cho các anh em xem, nắp bình xăng. Rồi, yên thì yên Thái đấy. Rồi. Đây, nổ máy lên cho các anh em nghe nhá. Hàng 1993 Thái. Giá tiền hợp lý phải chăng thôi. Những cái tầm Dream Thái vừa vừa tiền,
rất nhiều anh em hỏi trong thời gian vừa rồi. Đấy, thì hôm nay em ra đây anh em nghe máy này. Đấy, máy rất là ok đúng không ạ? Rồi, trên like 17 triệu cho anh em mình sử dụng một chiếc Zim Thái Việt Nam đời 993, được cái là nó sang cái biển 4 số 1998, nhìn nó vuông vắn cân đối hơn đúng không ạ? Em nghe máy đúng không? Cứng cáp chắc chắn đấy, kể cả thụt trước thụt sau nhá, em cũng đã thực tế kiểm tra rồi. Nó cái thái nguyên nó chạy nó rất là chắc chắn luôn. Đồ thái nhá. Đấy, rắn đành lắm các bác nào đúng sợ thì cứ rồi. Trông hình thù bình thường nhưng mà động cơ phân chạy nổ thì miễn chê luôn. Các bác có thể yên tâm với cái chất lượng này nhá. Giá để cho anh em mình là 17 triệu. Chưa có bao dọn dẹp gì đâu nhá. Đây là xe của anh em vừa mới lấy về. Rồi. Vẫn còn nhá, những chiếc quay rời đích. Đấy, đây anh ra đây cùng lên một chiếc quay rời đích 2011, dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi. 9.500.000. Đấy. Quan trọng là dọn, anh em nhìn đúng không? Cái form rời đích 2011 này đã được các bác trên vùng cao hay là những các bác chạy đường trường đều qua có chung nhận xét là chạy rất là thích và chất. Đấy, thì hôm nay em ra dọn dẹp rồi, có sơn có dán tem. Nhưng mà dọn lên rồi thì anh em đỡ phải dọn đúng không ạ? Hàng cái được cái máy là vẫn máy zin. Đấy, để anh em có thể yên tâm. Hàng máy zin nhá. Có sơn chân trống hay là spa những cái để chân sau, hộp xích. Nhưng mà máy zin càng trục khung hay là vành bánh đều không có hen gì. Biển 29B100719. Đời 2011. Giới đích. Giá để cho anh em mình là 9 triệu rưỡi nhá. Những cái zin này anh em, zin Meyer này, đấy, càng trục này. Cái này họ sơn thôi chứ còn nguyên bản là vẫn là cái đấy. Ốc trục các bác nhìn ốc thì nó đẹp này đúng không? Đấy, ra máy có sơn tỉa rồi. Dọn rồi thì anh em đỡ phải dọn. Đấy, để mới nổ máy anh em nghe này. Đấy. Đấy, anh em nghe những cái tiếng máy zin thì thấy nó có độ chất của xe. Giá để cho anh em mình là 9.500.000. Biển Hà Nội nhá, đời biển 5 số 2011. Đặc biệt là cái màu đen. Có những cái thời điểm khách hàng chỉ ưng những cái màu đen này thôi anh em. Vì nó là cái màu mới nhất, màu của 2011, đời cuối cùng của dòng xe này. Cũng là những chiếc đi ăn đi làm. Thì tiếp theo em sẽ ra một chiếc Taurus. Bữa trước em cũng like rồi. Hôm nay là dọn dẹp xong thì em lên để phục vụ anh em thôi. Hàng được cái lớp sơn zin đúng không ạ? Câu chuyện của những lớp sơn zin là chân nan này. Đây là càng này, nhìn vẫn rất là sáng đúng không ạ? Đầu vòi, các anh xem, khô đét luôn, khô ráo đúng không ạ? Hàng sơn zin nhá, hàng sơn zin, đồ sần có bán lại thôi, còn sơn bóng và tem là nguyên bản theo xe hết. Ra máy hay mang cá vẫn còn luôn, anh em nhìn này. Zin hết luôn này các anh em này. Vành Vibic chuẩn vành hết nhá, bộ vành biển 26K3-7150. Sơn zin, Oppo này, vẫn logo Yamaha các bác nhìn này đúng không ạ? Vành chân nan hay là để chân bán, để chân ra máy hay là đồ cao su nhìn rất đều, đặc biệt là giá tiền. Tí nữa các anh sẽ bất ngờ với cái giá. Duy nhất chỉ có đề lên thì cái tiếng củ đề nó rít, đấy là tiếng đề gọi là đặc trưng của Taurus rồi. Anh em nào cũng phải xác nhận, xác định là phải chơi với cái âm thanh này. Giá thành để cho anh em mình là 5.800.000. 5.800.000 cho một chiếc Taurus, lốp trước lốp sau vẫn còn dày dặn đúng không ạ? Đi ăn đi làm thì quá phù hợp rồi. Bác nào đang cần một chiếc xe giải quyết phương tiện đi lại, đi ăn đi làm, hãy liên hệ chốt sớm nhất nhá. Rồi, phía xa là mẫu Wea, hàng của 2013, biển 36. Được cái là vừa tầm tiền, máy zin, em kiểm tra máy rồi, hàng là máy zin. Nhưng mà sơn thì có spa màu đỏ nhá, không thể tránh được đây đỏ zin này các bác nhìn này. Đấy, sau 5 tháng nó xuống màu thì những phần này bọn em phải spa lại thì nó mới lại được. Đấy, những cái càng cũng có những sự spa nhất định. Chỉ còn lại cái máy là nguyên zin cho anh em. Hình thức là có spa lại rồi. Đấy, những dòng xe thời trang phải đầu tư dọn dẹp nó đẹp các anh nhé. Spa lại rồi. Để cho anh em mình có nhu cầu cần những cái xe đẹp có thể liên hệ lấy những cái màu đỏ này. Có sơn xi dọn dẹp nhất định lên rồi. Rồi. Wea biển 36. Giá để cho anh em mình là 10.800.000. Tháng 9 của 2013, 10.800.000 nhá, với phân khúc hơn 10 triệu những chiếc Wea máy zin. Đặc biệt là Wea 100 loại đầu bò 4 ốc đã được các bác hỏi và tìm săn cũng rất nhiều. Nhưng với cái trường hợp của những chiếc có sự sơn xi dọn dẹp lại rồi thì các bác vẫn chỉ gọi là giải quyết phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu. Máy zin thì nó rất là êm. Chứ còn chơi kê thì các bác phải chọn những mẫu đẹp hơn. 10.800.000, hơn chục triệu dọn sẵn rồi, các anh em đổ xăng và đi thôi, không phải làm gì thêm nữa đâu. Đây vẫn là zin, trước này thì được cái